Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình chuyển hai con heo rùa của mình đi làm nha các bạn. Ở xe cuốc thì chuyển tới chỗ rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình chuyển hai con xe rùa đi để nay múc đổ xe nha. Đấy, cậu mình đang chuẩn bị cho con xe nó đi ra ngoài nha các bạn. Lên lộ để đi tới chỗ làm nha. Không biết khứa sao luôn rồi. Hơi biết làm sao luôn. Mình đi ra lỗ mình canh xe mới được. Ok, bây giờ tới mình nha các bạn. Còn ba mình đang chạy luôn rồi. Ôi trời. Rồi, bây giờ mình sẽ lên xe mình chạy nha các bạn. Ok, hiện tại mình đã tới được xe cuốc rồi nha các bạn. Một lát nữa bút mình sẽ ghi hình tiếp nha.
Ok, bây giờ mình bắt đầu làm việc nha các bạn. Mét à.
ôm đất các bạn. Cào lên bằng lại cho người ta. Lấy cái này bằng mặt ruộng nè. Để cho người ta canh tác luôn nha. Chiếc chạy cho nó mau, hai chiếc chạy cái ngày nay xong không? Đó, thời gian rảnh rỗi thì làm mà công quả các bạn ơi. Lót đường xe người ta chạy nó trời mưa đó. Sát máy lúc nào cũng phải lót cho nó hơi khô, nghiêng vào phía trong một xíu các bạn, để cho nó an toàn nha. Thank you.
Wow, chuột chuột quá dữ rồi. Hai người chụp luôn. Cặp bờ này chuột có làm hang dữ lắm các bạn ơi. Ok, hiện tại thì mình đã múc xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị bò ra ban. Đây, đây là cái chỗ mình làm sáng giờ nha. Đó. Bây giờ mình bò ra ngoài ban các bạn ơi. Và đến đây thì mình xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy cho mình một like. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi, chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.